cảm xúc của Loan bây giờ rất là hồi hộp, rất là háo hức chờ đợi đến ngày thi đấu. Loan và đồng đội đang tập luyện và thực hiện chiến thuật cũng như là cái giáo án của ban huấn luyện đề ra để chuẩn bị cho giải sắp tới. Mặc dù thời tiết rất là lạnh nhưng mà Loan nghĩ cái tinh thần của mình không bao giờ lạnh được, phải nóng, rất nóng luôn ấy. Tôi cũng có xem những video và có tìm hiểu là tụi bạn rất là cao to mạnh khỏe, và tôi sẽ cố gắng theo những chiến thuật của bác, ví dụ như mình bắt sát tiền đạo của người ta,